Dạ rồi, em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em tên Nguyễn Minh Vương. Dạ em tên Thị Cẩm Nhung. Hai chồng đến từ Kiên Giang. Kiên Giang hả? Hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ hai chồng em hôm 16 14 tháng 6 vừa rồi á có la và đánh thằng con á, nên nó hơi trầm cảm á, nó bỏ nhà nó đi, nên hai chồng em nhờ đội hiệp sĩ anh tìm kiếm giùm em. Trời đất ơi, mình đánh con hả? Em lúc em nóng hơi nóng á, rồi em có đánh con em mấy cây đó rồi nó giận nó bỏ đi. Bé nhà mình họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đủ là Nguyễn Minh Thuận, sinh năm 2010. Nguyễn Minh Thuận. Dạ. Là bé bị dấu hiệu bệnh gì chứ? Nó hiểu cũng như nó hơi trầm cảm anh, kiểu như nó không có thích nói chuyện với ai, xưa giờ ở nhà trọ. Con nhà mình còn đi học không? Dạ. Nghỉ học lâu anh. Học hết lớp mấy đây? Lớp 4. Sao cho nghỉ sớm thế? Chứ hôm dịch kêu học lại nó không chịu học. Mình mấy đứa con rồi? Em hai đứa. Bé này là bé đầu hả? Bé hai, thứ hai. Còn bé đầu là nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn 2 tuổi, 16 tuổi. 16. Có đi học không? Không. Ôi trời đất ơi, cả hai bé là không đi học hả? Sao cho hai con cho mình nghỉ sớm thế? Đi đi làm á, rồi cũng khó khăn á anh. Trời đất ơi. Vậy là con nhà mình cụ thể là đi ngày nào chứ? Mình nói chuyện lớn lên. Đi hồi lúc 10 giờ 30 lúc 16. 10 giờ 30 tối lúc 16 ngày 16 ngày 14 tháng 6. Ngày 14 tháng 6 mà hiện tại nay là ngày 17 rồi. Dạ, 3 vậy, ngày 3 đêm anh. 3 ngày. Và trước lúc đó thì mình có tác động tay chân tới con. Dạ. Mình tác động con đau không? Con đau. Dạ em mới thấy mình sai quá sai. Mình dùng cái gì? Tay hay là cây? Cây. Cây gì? Cây dẹp dẹp như nè, cây bằng cây á, mà nhưng mà nó dẹp dẹp dài dài như nè. Mình vụt nó mấy phát? Mấy cây á, hai ba cây á. Có nổi lần không? Em cũng biết, ban đêm mà cũng không biết nữa. Ôi trời đất ơi, nhưng mà tại sao mà lại mình lại ra tay với con như vậy? Nó như thế nào? Tại lúc nóng giận quá rồi nó trả lời, nó nóng giận quá rồi mình cứ quýnh nó thôi, chứ giờ nó đi rồi thì mình thấy. Lúc đó mình em hỏi thật này. Nóng không kiềm chế được. Đánh con xong mình có khóc không? Có. Đúng không? Thường đúng không? Trước giờ nó đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Có, nó ngoan lắm. Mình mấy lần rồi? Mình đánh con mấy lần rồi? Cũng nhiều lần rồi mà nó không có, mấy lần kia nó không có ấy. Trời ơi. Trời ơi, nhìn thấy anh cũng không đến nỗi nào mà tính anh nóng vậy hả? Không nóng lắm. Vậy là cứ mỗi lần mà con trả treo cái là mình vụt luôn. Mình có đánh vợ không? Trước có đánh, giờ con đánh, nhưng mà con em đánh rồi em thấy mình sai rồi. Nhưng mà sao, em nói thật này, em nói cái này anh đừng có buồn. Mình là người chồng, mình là người cha thì mình phải gương mẫu anh ạ. Con sai thì mình phải dùng lời lẽ. Anh như vậy là anh đang vi phạm pháp luật đấy nhá, không phải là anh ý là anh là cha là anh có quyền đâu. Anh sai rồi nhá. Anh đánh con như vậy nhiều lần là anh đang vi phạm pháp luật. Anh có biết điều đó không? Nếu mà con có vấn đề xảy ra thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, anh có biết không? Nên mà mình phải kiềm chế bản thân lại. Mình là cha, con sai thì mình phải nói cho con hiểu, chứ không phải là mình dùng tay chân. Vậy là rất nhiều lần rồi. Có khi nào mà nhiều lần quá dẫn tới cái tình trạng con nhà mình nó sợ không? Không phải là tại vì nghèo quá rồi cho nó nghỉ học sớm nó rồi hai chồng cứ nhốt ở trong phòng trọ không á, rồi nó không nói chuyện với ai, rồi nó không đi đâu luôn. Cứ... trời đất ơi, vậy là tối ngày là cứ nhốt con ở trong phòng hả? Nó bị trầm cảm á. Chính vì cái điều đó mà dẫn tới con trầm cảm đúng không? Là mình khóa cửa luôn hả? Nó cũng mở cửa ra mà cứ vô nhưng mà nó không chịu đi đâu hết trơn á, nó biết nó trầm cảm luôn. Anh chị là làm công việc gì đây? Em thì em mới lên Bình Dương đây tháng mấy, 2 tháng làm, em làm công trình. Còn chị? Em làm tên em nghỉ rồi. Mình có thời gian ở nhà với con nhiều không? Dạ, lúc này thì có, tại em bệnh á, giảm được. Em xin nghỉ. Vậy là con lần này lần bỏ đi đầu tiên? Và bé có thì có dấu hiệu trầm cảm, mình có đưa đi bệnh viện khám chưa? Chưa. Giờ mình nghĩ mình thấy thương con chưa? Thương con. Con có coi clip này cho cha xin lỗi con này. Về cha mẹ đi, cha mẹ không đánh con nữa đâu. Cha ra tay, giờ mẹ có ra tay không?
con còn nhỏ, em nói thật này, cái này là em tâm sự thật lòng. Con nhà mình nhỏ thì mình phải dạy dỗ nó, nhưng mà mình phải nói nó thôi, chứ mình tác động tay chân là mình làm người lớn nhưng mà mình bậy đấy nhá. Anh em nhìn anh thấy hiền hiền vậy mà anh cũng dữ vậy hả? Mình anh em hay nóng. Mình có nhậu không? Không, em nhậu. Mình có gia trưởng không? Cũng hơi gia trưởng. Thôi, gia trưởng là hỏng rồi anh ơi, gia trưởng là thua rồi đấy. Anh phải sửa đổi cái tính tình này đi, ngay còn kịp. Không sửa đổi đi là anh mất tất cả đấy, em nói thật đấy. Kể cả cái người phụ nữ bên anh cũng vậy, người vợ anh cũng vậy. Thật mà, em nói thật mà, bây giờ là nam nữ bình đẳng rồi anh ạ. 2024 rồi mà, đâu phải thời ngày xưa, thời phong kiến đâu. Mình làm chồng làm cha, mình đâu có phải mình làm vua làm chúa đâu mà mình thế này thế kia, đúng không? Nhá, mình sửa đổi cái bản tính lại nhá. Được không? Anh hãy nói một cái điều gì đó với con anh đi. Giờ cha lỡ đánh con gì đó, con có coi clip này á là ấy gì đó, coi cho cha xin lỗi đi, về với cha mẹ đi, cha mẹ lo con nhiều lắm. Cha vậy là đó. Con đi là có mang theo những thứ gì đi? Nó lấy một cái áo khoác xanh của nó với cái quần cục và với cái ba cái giấy chơi, tại em tịch thu điện thoại của nó, hù nó để cho nó đi ngủ á, cho nó chơi á, sáng nó kéo ra tiếp bán hàng á. Có viết thư viết từ gì để lại không? Không đâu, tại vì nó sợ cha nó, cái nó phóng nó đi luôn à. À, hoang mang và hoảng loạn này đúng không? Dạ, tinh thần nó không ổn định. Cái nó đi, đó. Nó đi đại luôn. Em biết cái nguyên nhân và lý do dẫn tới cái tình trạng nhà con nhà mình như vậy luôn á. Thật, em biết luôn. Tại vì nó không có biết đường đi, em sợ nhưng khi người ta dụ nó đi dài dài đường ấy. Bữa đó nó cũng có 200 mấy tại bán đồ ấy. Em cho nó có động lực đó, cho nó vui á, cho nó bỏ ống ngày 30 ngàn. Con nhà mình là ít nói lắm hả? Ít nói. Cứ lầm lì lì phải không? Vậy là ở nhà là phụ. Mấy người ta nó sợ lắm mà giờ tại tập cho nó buôn bán á. Ở chủ người ta cho mượn chỗ á. Người ta tạo điều kiện cho mình không đi làm được á. Cho nó va chạm, cho nó dặn người ra đúng không ạ? Lối này là lối tại ba mẹ rồi. Nhốt nó hoài trong phòng trọ mà. Lúc con mới lớn mà. Không khó khăn tại em có nội ngoại dữ á. Đi đâu em cũng lùi nó đi theo. Vậy là con bỏ đi là mình có nhờ bên cơ quan chức năng công an chưa? Có nhờ bên Dĩ An. Vậy là mấy ngày trời nay anh đi tìm ở đâu rồi? Em tìm anh nguyên khu Dĩ An, vòng vòng Dĩ An với qua bên bên khu Đồng Nai. Nhà người ta chỉ mắng mắng màu màu vậy qua bên khu Đồng Nai á. Qua nay em chạy qua Đồng Nai. Tao chỉ xin đường, xin tiền về quê gì cũng biết đó. À, tức là người ta thấy thông tin hả? Rồi mình cứ đi theo người ta vậy á. Nói đâu mình đi ta chỉ máng máng ở đâu rồi mình chạy theo đó, chạy qua khu Đồng Nai bà. Tại nào giờ nó đâu có biết đường xá tôi đâu mà nó đi gì nữa. Bây giờ anh chị đang sợ nhất con mình gặp điều gì này? Anh chị sợ dụ dỗ, đi theo dài dài đường nó ngủ ngoài đường đi. Anh có sợ rằng con nhà mình sẽ bị gặp những đối tượng xấu lừa đảo bán qua cam không? Sợ. Sợ, em sợ. Tại lúc ở nhà là em có dặn, mà có dặn gì cha mẹ thì con đừng có ấy gì, con lấy trang mạng bây giờ nó vậy đó, rồi điện thoại là con chơi thì con chơi bình thường đi, game đợt này kia, nhưng mà con đừng có chơi mấy cái game giờ mình đâu biết đâu chơi. Tức là gia đình nhà mình cũng đã biết những cái tin tức về việc nhẹ lương dạ. cao và những chiêu trò lừa đảo bán qua cam mình đúng không? Mình cũng giải thích cho nó nhưng mà nó nói con có chơi, nhưng mà mình cũng sợ, nhưng mà bắt nó đi ngủ sớm thôi chứ không nghĩ là nó chơi mấy cái game đó đâu. Tại thường thường nít thì đứa nào nó cũng chơi game, nhưng mà mình thì không biết chơi. Vậy là trước giờ chưa từng bỏ nhà đi? Chỉ có lần này. Và tóm lại cái lý do chính là vì cha. Vì cha tác động tay chân nên con mới cảm thấy là hoang mang và sợ hãi. Anh ạ, rất nhiều lần thì nó tích tụ lại anh ạ, dẫn tới cái tâm lý của con nhà mình không ổn định. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con đi. Hy vọng con của chị xem được video này, hoặc cô chú xem được, sớm đưa con nhà mình về. Thật ơi, con có thấy đứa này con về với mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Khổ quá khổ. Hy vọng con trai đang ở đâu đó xem được video này thì sớm quay trở về. À, tới giờ phút này thì cả ba và mẹ thì khóc rất nhiều. Ba cũng nhận ra cái lỗi lầm của mình rồi và ba sẽ hứa. Hứa trước mặt con và hứa trước mặt cộng đồng mạng. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt. Thường thường là con cái phải hứa trước mặt cha, nhưng mà câu chuyện này thì em mong muốn của em là bắt anh phải hứa trước mặt con và hứa trước mặt cô chú anh chị. Mình là người lớn nhưng mà mình sai mình phải sửa thì con cái mới học tập để mà mình noi theo được.
mình là cha mà, mình là tấm gương mà. Nên mà con trai đang ở đâu đó thì sớm quay trở về. Có thể trong cái thời gian qua con sống mà ba vì một cái điều gì đó mà tác động tới con rất nhiều, thì mong con cũng hiểu và thông cảm cho cha. Thì tới giờ phút này cha cũng nhận ra cái lỗi lầm của mình rồi, thì cha mong muốn là con về. Cha mẹ rất sợ con đi ra bên ngoài gặp những cái người không tốt, rồi người ta lừa đảo, người ta bán con đi nữa, thì thật sự đó là cái điều đáng buồn. Nên mà con trai đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình nha con trai. Bây giờ anh hứa trước mặt con này, có tất cả các cô chú anh chị đang xem, anh hứa như thế nào, anh hứa đi. Nên là cha hứa con từ đẹp tới cha không có đánh con nữa đâu. Con về với cha mẹ đi, cha mẹ nhớ con. Về sớm đoàn tụ cha mẹ, đừng để ra ngoài đường đó, người ta lừa lọc con nó rồi cha mẹ không biết sống kiểu nào. Tôi xin hứa với mọi người, tôi không có hạnh đánh con hành hạ con nữa. Mình là cha ruột đúng không? Dạ. Anh là cha ruột mà. Chứ nãy giờ em anh chia sẻ em tưởng anh là cha ghẻ. Tại ông nóng quá không kiềm chế được, em cảm. Nóng cái gì? Bữa nó đi ra nó ngủ ngoài thấy ngay thấy nó cầm rồi. Nóng thì có máy lạnh, nóng thì có đá nha. Mình rút kinh nghiệm nha. Dạ. Không phải em trách móc gì anh đâu, nhưng mà cái này là không có ai chấp nhận được hết. Bởi vì em là người dưng mà, em đang còn thương bé mà. Nói gì em là người. Nói gì em là người trong nhà, em là người dưng nước lạ, nhưng mà em thấy bé như vậy em còn thương ấy. Mà bây giờ mà cái hành động của anh mà như vậy là anh vi phạm pháp luật đấy nha. Mình phải cố gắng sửa đổi bản thân. Thứ nhất mình phải kiềm chế lại, kiềm chế cái tính khí lại, kể cả với vợ với con nha. Hơn thua, hơn thua người ngoài. Vợ con, vợ là người gì sống với mình cả đời, con cái là mình đứt ruột đẻ ra mà đúng không? Mình cái gì mình phải cư xử hợp tình hợp lý nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là đưa bé sớm quay trở về. Tới giờ phút này thì cô chú anh chị xem cũng đã hiểu câu chuyện phần nào, thì em rất mong rằng cô chú anh chị chung tay góp sức chia sẻ video này nhanh nhất có thể, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé để giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình về không? Và toàn bộ câu chuyện anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Đúng hả? Rồi cuối video thì em chúc anh chị nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai sớm quay trở về. Và mong anh thì phải cải thiện lại bản thân mình nhá. Mình phải xem xét lại nha. Dạ thưa, mong cộng đồng mạng và bên anh Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ cho con em về sớm. Rồi cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận và giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí anh trai nhá. Dạ. Rồi xin phép cho hai vợ chồng, em cũng xin phép cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.